Tiếng được không? Quảng buồn năm rạng chỉ 10.000 đồng. Buồn năm rạng chuẩn bị mà mình thấy ăn nhất đây. 10.000 thì buổi chiều ăn món chi hè không cảm ơn nhá. Quảng đi là nhỏ nhỏ thôi, chỉ có 3 cái bàn và chỉ bán đúng một món là bún ném rã. Lúc mà bạn tới ăn thì dì chủ sẽ rặn ném liền tay, nên là khi ăn phải rất nóng hồi. Ăn bao nhiêu thì dì sẽ chiên bấy nhiêu chứ không có để nguội. Mọi người gọi một tô bún không có ném thì là 5.000, gọi thêm một cái ném rã cùng 5.000 luôn. Rau sống thì có salad, tía tô, rau thơm và diệp cá nhìn hấp dẫn mọi người nhé. Bún sẽ được ăn kèm với nước mắm và chua ngọt, rau sống sau đó trộn đều lên. Mình thấy có bún của Quảng đi là làm đơn giản lắm mọi người ạ. Chỉ có bún, rau sống, ném rã rồi rưới nước mắm lên, nhìn đơn giản vừa thôi mà ngon cực luôn. Món nghĩ ngon là ăn thua ở phần cái ném rãng, mà phần được mắm chua ngọt phải chuẩn bị mọi người nhé. Nếu mọi người gọi một tô hai cây ném rãng thì sẽ có giá 15.000, cứ gọi thêm là 5.000 một cây ném rãng mọi người nha. Ném rãng mình thấy phần nhân rất là nhiều, vỏ bánh thì giòn rồi chấm với được mắm chua ngọt đúng điều luôn. Mình cũng đã từng thử qua một vài quán bún ném rãng ở Bắc thì mình thấy quán khá chuẩn bị ngon mà lại còn rẻ nữa chứ. Quán không mấy nổi tiếng nhưng mà ai đã ăn ở Quảng Lý rồi thì ghiền luôn như là mình thấy nè. Nếu mọi người không thích ăn ném rãng cay với bún thì có thể cuộn với rau sống chấm được mắm chua ngọt vào cũng rất là ngon. Thích nhất ở đây là khâu sạch sẽ, đũa là được giấy sạch sẽ đi nè. Nếu mọi người muốn mua về thì có tủ giấy thấm dầu nữa nghe. Cuối tháng hết tiền mà không biết ăn chi thì cứ ghé quán của On đi nhỉ. Quán bán từ 3 giờ tới 6 giờ chiều ở 36 đường Bảo Quốc mọi người nghe.